No. Mặc váy này khói quá ha. Váy này kỳ lắm. Hình như là cái điện thoại nó thấp quá. Thank you so much. 谢谢. Nó hơi bị rộng luôn á. Phải mặc quần thì có vẻ mặc quần được hơn. Không có váy nào ngắn luôn á. Nên mặc váy chặt lên một tí. Very happy, sister. Không coi thì biến ra. Làm như là đạo lý, nói chuyện đạo lý với tao á. Miss.
trời ơi, cái này nó lòng quá trời luôn. Yes, thank you so much. Trời ơi, thề nó rộng lắm. Váy rộng quá trời luôn. Mình lên kiếm cái váy bó. Mai đọc cái máy. Nói chuyện đạo lý chắc chắn là trong tâm cũng không tốt đẹp gì đâu. Đừng ngồi nói chuyện đạo lý với mình, ok? Thank you, Mamon. Chắc gì là tốt đẹp hơn người ta chưa ngồi nói chuyện.